Alo, xin chào tất cả mọi người nhé. Trong cái thời gian vừa rồi thì mình có nhận được một vài cái yêu cầu nhỏ của một số những cái người bạn ở nước ngoài là họ rất muốn mình đi làm những cái video giới thiệu cho họ thêm về cái loài cây thu hải đường, begonia, một cái loài cây mà có những cái chiếc lá rất là đẹp và bây giờ thì cũng đang vào cái mùa hoa của nó. Hôm nay mình sẽ lên trên núi những cái chỗ ẩm ướt và sẽ làm một cái video như vậy để giới thiệu đến mọi người một cái loài cây begonia mà cũng đôi lần mình đã giới thiệu rồi. Tuy nhiên là cái sự đa dạng về những chiếc lá của nó rất là tuyệt vời. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái loại cây như vậy. Ở cái phía xa trên một cái vách đá khá là ẩm ướt thì ở đây có rất nhiều những cái loài thực vật lạ và trong đó có cái cây thu hải đường mà hiện giờ nó đang có những cái lá màu sắc rất là đẹp và bám ở trên đá. Có khi nếu như không nhìn kỹ thì các bạn sẽ không thể nhận ra nó bởi vì cái khả năng ngụy trang của nó rất là tuyệt vời. Mình sẽ lại gần mọi người cùng xem nhé. Đây mọc ở dưới những cái chỗ ẩm có những cái lá thu hải đường và cái màu sắc nó khá lạ. Đây là một cái màu hơi sẫm và phía trên này thì có những cái cây mà cái màu của nó đẹp hơn đúng không ạ? Đây mọi người có thể thấy những cái đốm lá khá là đặc biệt luôn. Những cái đốm lá giữa màu xanh và những cái khoảng trắng màu sắc óng ánh. Và có những cái chùm hoa này các bạn này. Có những cái chùm hoa khá là đẹp luôn. Nó mọc rải rác dính trên một cái vách đá dốc đứng luôn. Những cái lá non của nó này mọi người này. Nhìn rất là đẹp. Và mình sẽ leo dần lên trên này. Trên này thì còn có rất nhiều những cái cây thu hải đường như thế này nữa. Đấy, có những cây đang có một bông hoa nhìn rất là dễ thương luôn. Bông hoa màu hồng các bạn nhé. Đây là một cái cây thu hải đường thân bò. Đấy, trên này là cả một vạt đá này luôn. Nó bò dọc ở những cái vách đá này. Thân của nó khá là dài. Màu sắc càng lên trên cao thì có lẽ là cái cường độ tiếp xúc với ánh sáng của nó càng nhiều. Cho nên cái màu của nó có cái những cái sự thay đổi dần. Khá là cao trên đó các bạn ạ. Chỗ này leo hơi khó. Mình sẽ leo lên trên cao nữa để mọi người xem. Đây mọi người ạ, mình đã leo lên trên đỉnh cái mỏm đá này và ở đây thì có một cái gốc cây khá là to mà đã bị người ta chặt từ rất lâu, có lẽ là một loại gỗ quý. Thì bây giờ nó chỉ còn sót cái phần lõi thôi, còn những cái cây thu hải đường thì nó sẽ bò lên đây này. Cảm giác cái thân cây gỗ là một cái nền, nhìn những cái lá của nó rất là nổi bật luôn. Cái màu sắc của những chiếc lá này nó rất là đa dạng luôn các bạn ạ. Có những cái lá thì nó thiên về màu đỏ một chút, còn những cái thì nó lại màu xanh sẫm. Đây các bạn này. Có cái vằn lá nhìn rất đẹp. Cái khu vực này thì nó tương đối là ẩm. Nó ở trên khe một cái ngọn núi. Nó leo khắp cái hòn đá này luôn các bạn ạ. Cái cây thu hải đường này thì ở bên nước ngoài có rất nhiều những cái chuyên gia người ta rất là quan tâm nghiên cứu cái loài cây này. Những cái bông hoa của nó đây mọi người đây. Hoa của nó sẽ nở với một cái thời gian rải rác khá là lâu các bạn nhé. Nó sẽ kéo dài trong khoảng vài tháng. Trên mỏm đá này khá là nhiều. Những cái phần gốc của nó thì có một cái củ lâu năm mọi người ạ. Đấy, những cái phần gốc của nó ở bên dưới này. Đấy, nó nấp ở dưới những cái khe đá. Và cái bộ rễ của nó sẽ đi sâu xuống phía dưới để lấy nguồn nước và dinh dưỡng. Thật sự là một cái bộ lá rất là tuyệt vời. Những cái chùm hoa thì cũng rực rỡ không kém. Đây là nó chưa nở các bạn này. Nó chưa nở này. Có những cái bông nhỏ và những bông thì cũng khá là to rồi. Nó sẽ nở dần dà khoảng vài tháng các bạn nhé. Bây giờ đang bắt đầu cái mùa hoa của nó mà.
Khung cảnh xung quanh ở đây thì cũng có một số những cái loại lan rừng và những cái cây dương xỉ mọc rất là nhiều. Đây là một cái đám dương xỉ này. Còn dưới này là một cái khe đá rất sâu. Có những cái khúc cây gỗ mà đã bị đổ ở đây thôi. Còn cái khe này thì không biết là đi thông sang tít bên kia. Đây có những cái loài này có lẽ là loài lan này các bạn này. Rất hay xuất hiện ở những cái chỗ ẩm. Khung cảnh ở xung quanh thật là tuyệt vời. Rất là mát mẻ. Hôm nay mình chỉ giới thiệu duy nhất cái loại cây thu hoài đường cho mọi người xem thôi. Tại vì xung quanh ở đây thì cũng mình thấy có vẻ địa hình nó khá là khó và không có nhiều những cái loại lan rừng khác. Mình sẽ giới thiệu đến các bạn những cái loại lan trong những cái chuyến hành trình đi rừng của mình sau. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau.